Xin phóng viên Trang Lương và Tuyết Nha cùng bằng tin tức của IBC TV xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ quý báu của quý khán giả dành cho những cơ sở kinh doanh thương mại vừa qua đã đồng hành và bảo trợ cho đài. Trở lại là tin tức liên quan tới Nelson của New Zealand nhiều năm nữa mới có thể phục hồi sau lũ lụt. Mưa như trút nước đã đổ xuống các khu vực New Zealand qua ngày thứ tư liên tiếp, buộc hàng trăm người phải rời bỏ nhà cửa của họ khi các con sông tràn bờ, nền đất thì ngập úng và trở nên không ổn định. Thành phố Nelson nằm trên bờ biển phía bắc của đảo Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 400 căn nhà và người dân di tản. Một số người đã được tuyên bố không ở lại được nhà của mình vì mưa to. Alex Lovadis, một nhà điều hành cơ sở hạ tầng ở hội đồng thành phố Nelson cho biết, thiệt hại mà ông thấy ở Nelson rất đau lòng. Ông nghĩ mọi người phải mất nhiều năm nữa mới có thể phục hồi. Ông nói thêm việc bảo vệ người dân và mạng sống ưu tiên hơn là việc cho phép người dân quay lại nhà trong lúc này. Nhà dự báo thời tiết là Met Service đã nói Nelson có lượng mưa 172mm từ thứ Ba ngày 15 tháng 8 tới nay, cao hơn gấp đôi lượng mưa trung bình trong tháng 8. Một lượng mưa 190mm khác dự trù sẽ đổ xuống trên những ngọn đồi gần với thành phố Nelson trong những ngày tới đây. Các sông băng của Đức có thể biến mất trong 15 năm tới. Theo như nhà băng học Christoph Meyer thuộc Học viện Khoa học Bavaria ở Munich, đây là một tiên lượng xấu cho năm sông băng trên núi cao của Đức. Ông cho rằng tất cả chúng có thể biến mất trong vòng chỉ 15 năm tới. Ông Meyer nói với Reuters TV trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm rằng các sông băng của Đức đang đối mặt với thời kỳ khó khăn đặc biệt so với các sông băng của các quốc gia lân cận. Một sông băng của Đức được gọi là Schneefernur nằm trên đỉnh của Zugspitze, ngọn núi cao nhất của đất nước. Theo như trạm nghiên cứu môi trường Schneefernhaus nằm trên sông băng kể từ khi các hồ sơ được bắt đầu ghi nhận vào năm 1901, chưa bao giờ thì độ sâu tuyết trên Zugspitze lại thấp như vậy vào tháng 7. Giống như các sông băng khác thì Schneefernur đã tan chảy đáng kể trong những năm gần đây và mất đi phần lớn thể tích trong một thập kỷ qua. Nhiệt độ cao trong năm nay và lượng mưa thấp đã khiến cho các sông băng đặc biệt khó tồn tại vì một lượng tuyết thấp có thể đẩy nhanh sự tan chảy của băng. Ông Meyer cho biết rằng không phải những người đi bộ đường dài băng qua tuyết và các tảng băng đã làm hỏng các sông băng. Đó là do đám mây bụi Sahara, một hiện tượng mang theo gió Tây Nam, mang theo cát và bụi từ Sahara qua châu Âu, bao gồm cả Đức vào đầu năm 2022. Cựu giám đốc tài chính tập đoàn Trump đã nhận tội danh trốn thuế. Alan Weisselberg, 73 tuổi, cựu giám đốc tài chính lâu năm của tập đoàn Trump nhận tội thực hiện kế hoạch trốn thuế 15 năm. Trong phiên tòa tổ chức ngày 18 tháng 8 ở tòa án New York, Manhattan, ông đã nhận 15 trong trọng tội và thừa nhận đã không nộp thuế cho khoản thu nhập 1.7 triệu Mỹ Kim, gồm những đặc quyền xa xỉ do Trump Organization cung cấp như thuê nhà và tiện ích cho căn hộ Manhattan, trả tiền thuê xe hơi Mercedes-Benz và học phí trường tư cho các cháu. Ông Weisselberg đã thừa nhận che giấu lợi ích đó và cố tình không kê khai đầy đủ thu nhập trong tờ khai thuế cá nhân. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, ông trả gần 2 triệu Mỹ Kim tiền thuế, lãi suất, tiền phạt, từ bỏ quyền kháng cáo và đồng ý làm chứng chống lại công ty bất động sản của cựu Tổng thống Trump ở phiên tòa. Thẩm phán John Merchant cho biết Weisselberg bị kết án sau phiên tòa đối với tập đoàn Trump. Theo thẩm phán, với thỏa thuận nhận tội này, ông sẽ bị kết án 5 tháng tù và 5 năm quản chế. Ông Weisselberg được cho là trung thành với gia đình Tổng thống Trump, làm việc cho tập đoàn Trump từ năm 1973. Tuy nhiên, ngay cả khi cung cấp lời khai chống lại công ty, ông cũng sẽ không ra điều trần chống lại bất cứ thành viên nào trong gia đình cựu Tổng thống, những người không bị cáo buộc về những hành vi sai trái nào cả. Nếu như tập đoàn Trump bị kết án, công ty có thể phải nộp lại tiền thuế và tiền phạt, nhưng không ai phải bị ngồi tù. Bà Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam thêm 19 ngày. Bà Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc của công ty cổ phần Đại Nam và đã được nhiều người theo dõi qua những cuộc phát trực tiếp trên mạng YouTube, bị gia hạn tạm giam thêm 19 ngày sau khi có kết quả điều tra của cơ quan công an. Truyền thông nhà nước ngày 19 tháng 8 đã dẫn quyết định gia hạn tạm giam của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Sài Gòn đối với bà Nguyễn Phương Hằng như vừa nêu. Vào ngày 18 tháng 8, thì cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an thành phố Sài Gòn cho biết kết luận điều tra đã được Viện Kiểm sát để truy tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, theo như Điều 331 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo như kết luận điều tra, thì bà Hằng thừa nhận những phát ngôn của bà trong những buổi livestream là dựa vào báo chí tìm trên mạng, chứ không có căn cứ chứng minh. Bà Hằng cũng trình bày với cơ quan điều tra lý do nêu tên một số nghệ sĩ, nhà báo trong các cuộc livestream.
40 người Việt Nam bị dụ dỗ đi làm việc trong các sòng bài Cambodia đã cố gắng bơi qua sông trở về nước. 40 người Việt Nam bao gồm 35 nam và 5 nữ bơi qua sông trốn về nước sau thời gian bị dụ dỗ ép làm việc trong sòng bài Cambodia. Truyền thông cho biết Hội đồng Quản trị Bảo vệ Biên giới phòng chống COVID-19 và giới chức tại Long Bình, An Giang vào 9 giờ 45 phút ngày 18 tháng 8 bắt giữ 40 người này khi họ bơi qua sông Bình Di ở Long Bình, An Phú, An Giang trở về Việt Nam. Họ đã cho giới chức biết rằng họ chạy trốn từ casino thuộc ấp Chue Thom ở tỉnh Kandao, Cambodia. Giới chức An Giang cho báo giới biết trong số này có 9 người bị thương nhẹ đang được chăm sóc. Cũng theo lời khai, tổng cộng 42 người chạy trốn khỏi sông bài. Một người sau đó mất tích, một em trai 16 tuổi đến từ Kon Tum bị bắt lại. Những người chạy trốn khai công việc hàng ngày của họ là làm game online lên những trang mạng làm theo chỉ thị của casino. Vì làm việc quá thời gian quy định không được nghỉ ngơi cũng không được trả lương nên họ bàn bạc tìm cách vượt biên giới về Việt Nam bằng cách chạy qua cổng casino bơi qua con sông Bình Di. Một đoạn phim đăng trên mạng xã hội sau đó cho thấy cảnh hỗn loạn khi nhiều người chạy ra khỏi một tòa nhà trong khi nhân viên bảo vệ đuổi theo. Đoạn phim sau đó được xác định là của nhóm 42 người Việt chạy trốn. Cựu sinh viên ITT Tech Institute được xóa nợ 3.9 tỷ. Những sinh viên vay tiền của chính phủ liên bang để theo học ITT Tech Institute kể từ năm 2005 sẽ được tự động xóa nợ vì giới hữu trách phát giác ra những thông tin không đúng sự thật phổ biến và lan rộng mà hệ thống trường đại học không còn hoạt động này dùng để quảng cáo thu hút người ghi danh học. Theo như AP trích dẫn thông báo vào hôm thứ Ba ngày 16 tháng 8 của chính quyền Tổng thống Joe Biden, Bộ Giáo dục cho biết là sẽ có 208.000 cựu học sinh vay tiền học được xóa nợ, trị giá tổng cộng là 3.9 tỷ. Khoản nợ được xóa bằng cách sử dụng một quy định cho phép bảo vệ sinh viên không bị thiệt hại khi các trường đại học có những quảng cáo sai sự thật hoặc hành vi gian lận. Ông Miguel Cardona là Bộ trưởng Giáo dục trích dẫn những bằng chứng cho thấy trong nhiều năm qua, Ban Giám đốc điều hành của ITT cố tình đánh lừa sinh viên về phẩm chất giáo dục để trục lợi từ các chương trình cho sinh viên vay vốn liên bang mà không quan tâm sinh viên có thể gặp khó khăn như thế nào. Chẳng hạn như ITT Tech đã đưa ra thông tin sai về khả năng tìm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp, cũng như khả năng dùng tín chỉ học tại trường để sang học trường khác hoặc việc chương trình điều dưỡng của mình được công nhận. Hồi tháng 6, thì chính quyền cũng đã hứa hẹn xóa 5.8 tỷ liên quan đến khoản vay để học tại Corinthian College, tuy nhiên thì chưa được xác nhận. Thưa quý khán giả, và bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp trưa nay của đài IBC với phần trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho chương trình sáng nay. Và trong đó có IBC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin về các sản phẩm hoặc là chương trình promotion cuối tuần, xin mời quý khách hàng vui lòng liên lạc về số điện thoại 714-892-5717 hoặc quý vị có thể shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com. Vâng, và cũng đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm, sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, đã hơn 10 năm kinh nghiệm, sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California, số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ hai tại Gavia Avenue, Rosemead, California, số phone là 626-999-5865 và trụ sở thứ ba tại Valley Boulevard, San Gabriel, California, số phone là 626-570-0342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tuyết Nha và Trang Lương xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và xin kính chúc quý vị một ngày thật vô lượng, an lạc.